Xin chào toàn thể các bác bát ong rừng trên toàn quốc các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác về ba cái mẫu quần áo bát ong rừng hàng cao cấp để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Mẫu đầu tiên em xin giới thiệu cho bác về bộ kaki hai lớp. Với bộ kaki hai lớp hàng Việt Nam may cực kỳ an toàn và độ bền cực kỳ cao các bác nhé. Với hàng kaki hai lớp này sẽ ủng ngắn dễ linh hoạt trèo cây cho bác này. Hàng kaki hai lớp cực kỳ dày, găng tay chất nhám cực kỳ dày các bác nhé. Cái găng tay màu xanh cực kỳ dày, bên trong sẽ có lớp vải mỏng nhé, dễ tấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đó. Và bên trong sẽ có lớp nhám đấy, khóa siêu to phủ độ thì các bác kéo ra kéo vào dễ dàng hơn nhé. Đấy, chất cực kỳ lì luôn. Với hàng kaki hai lớp này, các đường kim mũi chỉ hàng Việt Nam may cực kỳ chắc chắn các bác nhé. Đó, hàng mẫu năm nay thì được các bác chuộng rất chi là nhiều nhé. Cái mặt nạ thì sẽ tấm kính mica siêu to khủng lồ như này, giúp các bác quan sát tầm nhìn dễ hơn này, ô thở hai bên tai và đằng sau gáy nữa nhé. Thiết kế cho bác những hai ô khóa để nó có thể lắp quạt điều hòa, nó cực kỳ thoáng mát. Đó, về bộ hàng kaki hai lớp, nó chất liệu cực kỳ dày và độ bền cực kỳ cao nhé. Để các bác đi 5-6 năm, đấy, an toàn tuyệt đối khi bác bắt ong. Đấy, các bác bắt ong thì đấy, các bác đi lâu năm nó chỉ bạc màu thôi. Về độ an toàn thì cực kỳ ok các bác nhé, an toàn 100% phía bác bắt ong. Với bộ kaki hai lớp này, giá hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá là 680.000 nhé, 680.000 cho bộ kaki hai lớp. Đó, hàng này bác nào mà có điều kiện kinh tế dư giả hơn thì các bác có thể lắp những bộ quạt điều hòa nhé, bên em sẽ hỗ trợ lắp cho bác miễn phí nhé. Đấy, bộ quạt điều hòa, bộ quạt này sẽ pin là 40.000 ampe, điện quạt sẽ là DC 15V. Đấy, các bác chạy cả ngày không lo hết pin nhé, chạy cực kỳ mát luôn. Với thời tiết rất chè nóng này, mình nên lắp những cái bộ quạt điều hòa để khi các bác bắt ong được mát mẻ và đảm bảo sức khỏe khi bác bắt ong nhé. Với bộ hàng các bộ bạt thì hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá bộ quạt là giá là 500.000 nhé. Đấy, 500.000 cho bộ quạt. Tiếp đến xin giới thiệu cho bác về bộ hàng bò bố nhé. Với bộ bò bố sẽ là liền ủng này. Đấy, liền ủng, liền găng tay, dễ linh hoạt trèo cây cho bác. Và mặt lạ của nó sẽ là mặt lạ đó, chống ong đái cực kỳ tốt các bác nhé. Nó sẽ có lắp một chiếc quạt đằng trước nhé. Đấy, một chiếc quạt đằng trước nó sẽ hút hơi ẩm từ bên trong ra bên ngoài cực kỳ thoáng mát. Đó, ong thì các bác không sợ ong chích hay ong đái vào mặt mình được. Đó, bộ hàng bò bố này là hàng nhập khẩu, hàng nội địa chung các bác nhé. Đấy, cực kỳ an toàn và độ bền cực kỳ cao. Với bộ bò bố thì găng tay sẽ là găng tay màu cam. Đấy, chất nhám cực kỳ dày nhé. Đấy, chất nhám cực kỳ dày. Và thiết kế cho bác những cái túi tin để cho bác đựng quạt điều hòa hay đựng đồ dùng thôi nhé. Với hàng bò bố thì hàng nó sẽ có hai phân khúc cho bác. Đấy, các bác có thể tầm 1m50 đến 1m70 các bác có thể mặc vừa. Đó. Và ngoại cỡ thì các bác cứ báo lên nhé, nên em sẽ xin cho bác những cái size ngoại cỡ, đấy, size lớn nhé. Đó, về phần bên trong sẽ có dây, đấy, nó sẽ có một chiếc quạt đằng trước này, sẽ có dây để các bác có thể về, các bác có pin rồi các bác có thể lắp vào, cho pin vào thì nó sẽ hút quạt sẽ chạy nhé. Đó, về hàng bò bố thì giá hiện tại bên em đang cung cấp cho bác một bộ bò bố giá là 1.350.000 các bác nhé. Đấy, 1.350.000 bao gồm hết các thứ vận chuyển về tận nhà các bác. Vậy bác nào đang quan tâm đến dòng áo bắt ong hàng cao cấp, đó, hàng kaki hay bò bố, các bác cứ liên hệ trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Bên shop lại.